Ngày 7 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy với bị cáo là Phạm Duy Hùng, sinh năm 1983, quản lý hoạt động kinh doanh tại quán ISIS, có địa chỉ tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Khi nhắc đến sự hy sinh của ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trong phiên tòa vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã bật khóc. Đã đến khoảng 16 giờ của ngày tổ công tác được thi thể anh Quân anh và anh Việt ra khỏi hiện trường. Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, ngày 19 tháng 3 năm 2018, Phạm Duy Hùng mua lại cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke ISIS tại căn nhà số 231, phố Quan Hòa, phường Quan Hòa, quận Cổ Giấy, Hà Nội, 6 tầng và một tùm của anh Tề để hoạt động kinh doanh karaoke với giấy phép kinh doanh số 66 ngày mùng 5 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy. Hùng sử dụng 9 phòng từ tầng 2 đến tầng 6 của ngôi nhà để làm phòng hát karaoke. Đến tháng 2 năm 2022, Hùng đã thuê người cải tạo, cơi nới thêm 2 phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt, quây tôn, mái tôn, chân thạch cao, gắn các lớp cách âm, lắp đặt hệ thống điện, điều hòa và trang trí để phục vụ cho việc kinh doanh hát karaoke mà không thông báo cho chính quyền địa phương. Việc sửa chữa, cơi nới cải tạo đến hết tháng 4 năm 2022 là hoàn thiện. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, Hùng bắt đầu sử dụng phòng 702 vào làm phòng hát, còn phòng 701 Hùng tạm thời sử dụng làm nhà kho. Hùng biết quán karaoke của Hùng thuộc trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mới đủ một trong các điều kiện để hoạt động. Nhưng trong khi làm thủ tục gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy thì Hùng vẫn tiếp tục cho quán hoạt động kinh doanh. Thời gian khách hát thường bắt đầu từ 11 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2022, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong giàn lạnh điều hòa tại phòng H702 thuộc tầng 7 làm cháy vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh, dẫn đến cháy toàn bộ quán karaoke ISIS. Quá trình chữa cháy và cứu nạn tại quán karaoke ISIS, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy là anh Đặng Anh Quân cùng anh Đỗ Đức Việt và anh Nguyễn Đình Phúc đã bị tử vong tại hiện trường. Tổng số 8 người dân đã được các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu thoát ra khỏi hiện trường vụ cháy. Khi nhắc đến sự hy sinh của ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã bật khóc. Bị cáo Phạm Duy Hùng thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng sự thật. Theo đó, Hùng muốn cải tạo thêm tầng 7 để tăng số phòng hát cho khách nhằm tăng doanh thu. Quá trình cơi nới, cải tạo, Hùng chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Sau đó quán karaoke đã xảy ra vụ cháy, hậu quả khiến ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tử vong. Bị cáo kinh doanh làm ăn buôn bán thì phải lường trước hậu quả do các việc mình gây ra. Hàng năm, hàng quý, bị cáo đều được triệu tập để huấn luyện về phòng cháy chữa cháy nhưng việc bị cáo có đến tham dự tập huấn hay trốn tránh là do trách nhiệm của bị cáo hội đồng xét xử nêu tại tòa